Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình. Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái gửi lời chúc vạn an đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp mọi nơi. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến cùng quý vị. Đồng thời cảm ơn quý vị đã và đang tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong việc góp phần gìn giữ những gì còn sót lại của một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào với chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 143. Người nhạc sĩ được giới thiệu đến quý vị khán thính giả trong chương trình hôm nay sẽ là một nhạc sĩ khá nổi tiếng. Mặc dù ông sáng tác không nhiều lắm, nhưng khuynh hướng sáng tác của ông khá đa dạng. Và ngoài việc sáng tác, ông còn tham gia trong nhiều lĩnh vực khác của những sinh hoạt âm nhạc nghệ thuật. Đồng thời, đây cũng là người nhạc sĩ cuối cùng trong nhóm những nhạc sĩ sinh năm 1932. Chúng tôi muốn đề cập đến nhạc sĩ Huỳnh Anh. Xin kính mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi để tưởng nhớ người nhạc sĩ này trong hai chương trình liên tiếp 143 và 144 để cùng nhau tìm hiểu về thân thế cũng như đi sâu vào những sáng tác của ông đã để lại cho giới yêu nhạc. Nhạc sĩ Huỳnh Anh sinh năm 1932 ở Cần Thơ trong một gia đình nghệ sĩ cổ nhạc. Huỳnh Anh là con trai của nghệ sĩ Huỳnh Văn Sâm, tức Sáu Tửng, một người chơi đàn kìm nổi tiếng của nhạc cải lương miền Nam. Không ít những nghệ sĩ cổ nhạc thời bấy giờ như Phùng Há đã từng ra điều kiện sẽ không ra hát nếu không có Sáu Tửng đệm đàn. Nhưng cũng giống như trường hợp của nhạc sĩ Anh Việt, Huỳnh Anh đã không nối nghiệp thân phụ mà lại bắt đầu sinh hoạt văn nghệ của mình trong lĩnh vực tân nhạc. Nhạc phẩm mở đầu cho chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 143 hôm nay sẽ là một bản tình ca vô cùng phổ biến trong giai đoạn trước năm 1975 của nhạc sĩ Huỳnh Anh, ca khúc có tên Em Gắng Chờ. Trong hai chương trình liên tiếp dành cho nhạc sĩ Huỳnh Anh, chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe những bản tình ca ngọt ngào như thế, bởi Huỳnh Anh chỉ sáng tác tình ca. Theo một số nguồn tư liệu thì đây cũng là nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Huỳnh Anh, đã được ông cho ra đời vào năm 1956 khi ông vừa tròn 24 tuổi. Nội dung nhạc phẩm này viết về lời nhắn nhủ của một người trai nơi chiến tuyến gửi tới người em gái hậu phương, kể lại ngày hai người chia ly ngày nào và mong rằng người yêu sẽ chờ đợi mình trở về khi đất nước thanh bình. Nội dung ca khúc đơn giản và không có gì mới lạ, thế nhưng giai điệu của Em Gắng Chờ thật là dễ thương, nhẹ nhàng và tha thiết, nên ca khúc này đã dễ dàng đi vào lòng người và ở lại mãi mãi với thời gian. Em Gắng Chờ mang âm hưởng của loại nhạc tiền chiến, lời nhạc nhẹ nhàng, dung dị, đem lại cho người nghe những rung động êm đềm. Bài hát đầy tình cảm này là lời của một người con gái giã từ người yêu, dặn dò người yêu cứ ra đi bảo vệ quê hương, em sẽ chờ. Như vậy, ý nghĩa của bài hát này là một bài hát dân vận. Điểm này được nêu ra ở đây vì mọi người cho rằng những bài nhạc tuyên truyền thường nhàm chán. Bài hát này và nhiều ca khúc khác của những tác giả miền Nam được viết ra với nhu cầu tuyên truyền, nhưng những cảm xúc chân thành của tác giả đã làm bài hát trở nên bất tử. Những năm cuối thập niên 1950, sắp bước qua thập niên 1960, người dân miền Nam
được hưởng một thời gian thái bình và thịnh vượng nhất. Lẽ dĩ nhiên, tại thời điểm đó, không ai biết trước thời gian sắp tới sẽ có những trận chiến khốc liệt kéo dài suốt 15 năm và sau đó, khi miền Nam mất vào tay Cộng sản năm 1975, một biến cố lớn lao là cuộc ra đi tìm tự do của hàng triệu người, bất chấp hiểm nguy, vượt thoát trên biển, làm rúng động lương tâm nhân loại. 40 năm sau, khi nhìn lại, không ai không nhìn nhận đó là thời gian vàng son nhất cho công cuộc phát triển những bộ môn nghệ thuật như văn chương, âm nhạc, kịch nghệ, cải lương, điện ảnh. Nhạc phẩm Em Gắng Chờ, sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Huỳnh Hằng sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, một tiếng hát trầm ấm rất thích hợp với dòng nhạc mang âm hưởng của dòng nhạc tiền chiến. Trên bến năm xưa ngày nào em tiễn đưa anh nghẹn ngào, nhìn nhau bâng khuâng nao nao, ôi buồn sao. Xa lũy tre xanh dịu hiền, xa chốn thân yêu mặn nồng, vai súng hiên ngang hẹn cùng người cũ. Mong anh ngày về khi ánh vinh quang tràn trề, là khi quê hương thân yêu thôi lầm than. Bông lúa tươi trên ruộng đồng, thanh thoát tiếng ca dịu lòng, xen với tiếng tiêu mục đồng lướt êm. Chiều chiều ngoài biên cương nhìn ra khơi ngàn sóng biếc, mơ đến em bên bến sông buồn trông chờ. Hẹn thầm rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi, gác sâu đời anh em nhé. Nỗi duyên tình xưa trong ánh vinh quang rộn ràng, anh bước hiên ngang về làng, niềm vui dâng cao trong câu thanh bình ca. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa. Ngoài biên cương nhìn ra khơi ngàn sóng biếc, mơ đến em bên bến sông buồn trông chờ. Hẹn thầm rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi, gác sâu đời anh em nhé. Nỗi duyên tình xưa trong ánh vinh quang rộn ràng, anh bước hiên ngang về làng, niềm vui dâng cao trong câu thanh bình ca. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa. Quên tháng
tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thay. Theo tài liệu từ trang Bách Khoa Toàn Thư, thì ca khúc Em Gắng Chờ đã được viết lời thứ nhì bởi nam ca nhạc sĩ Hùng Cường và được sửa tựa đề thành Ngày Đó Em Đi. Đây cũng là một điều khá lạ lùng, bởi vì chúng tôi không tìm được tư liệu nào từ nhạc sĩ Huỳnh Anh nói về việc đặt lời thứ hai và cho đổi tên ca khúc này, nên cũng không hiểu tại sao lại có chuyện như thế. Điểm khác biệt giữa hai lời nhạc là phiên bản có tựa đề Ngày Đó Em Đi đã hoàn toàn mất đi chủ đề của một mối tình trong thời chiến chiến, mà chỉ còn đơn thuần là một bản tình ca viết về một mối tình tan vỡ mà thôi. Cũng vì lý do này mà ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một phiên bản khác với lời thứ hai của nhạc phẩm Em Gắng Chờ đã được đổi tên thành Ngày Đó Em Đi với tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường, người đã viết lời thứ nhì cho ca khúc, để quý vị có thể so sánh và thưởng thức cả hai phiên bản khác nhau. Và mặc dù đã được viết lời thứ hai, thế nhưng Ngày Đó Em Đi thật sự đã không tạo được tiếng vang nào đáng kể, nếu không nói rằng không mấy người đã có cơ hội được nghe ca khúc này. Xưa ngày nào anh tiễn em đi nhẹ nhàng, nhìn nhau bâng khuâng nao nao, ôi buồn sao. Nghe chết trong tim tình đầu, nghe lá tương tư gọi sầu, nghe phút chia tay ngậm. Thương tiếc duyên ta nhạt màu, người yêu nay vui bên ai, hương nồng say. Thôi thế riêng anh lạnh lùng, năm tháng nghe tan mộng lòng. Em hỡi xin ghi chuyện mình nghe em. Ngày nào mình bên nhau, vườn hoa yêu còn nở ngát hương ái ân. Trên bến xưa thuyền xuôi dòng, rồi giờ này tình đôi ta đành chia phôi. Sầu lên ngôi, nói gì để vơi thương nhớ. Kiếp đôi ta nhạt màu, người yêu tôi đâu nay sao quên tình sâu. Nghe chết trong tim tình đầu, nghe lá thương tư gọi sầu. Em hỡi tin thu chuyện mình khó quên.
bên nhau, vườn hoa yêu còn nở ngát hương ái ân trên bên xưa, thuyền suối dâng. Rồi giờ tình đôi ta đành chia phôi, sầu lên ngôi, nói gì để vơi thương nhớ. Nhớ thương tình xưa. Em ơi em ngày nào, duyên kiếp đôi ta nhạt màu. Người yêu tôi đau nay sao quên tình sâu, nghe chết trong tim tình đầu, nghe lá thương từ loại sầu. Em hỡi thiên phù chuyện khó được phổ từ một bài thơ cùng tên của thi sĩ Kiên Giang, nhạc sĩ Huỳnh Anh đã phổ nhạc Hoa trắng thôi cài trên áo tím vào năm 1962. Đây có lẽ là bài thơ nổi tiếng nhất của thi sĩ Kiên Giang, vì ngoài Huỳnh Anh, chúng tôi đã có dịp giới thiệu về thi sĩ Kiên Giang và thi phẩm ấy khi giới thiệu dòng nhạc Anh Bằng trong những chương trình trước. Nói về Hoa trắng thôi cài trên áo tím thì bài thơ này một thời đã được phát thanh rất thường trong chương trình Tiếng Thơ Mê Tần do Kiên Giang phụ trách. Bài thơ được yêu mến và càng trở thành phổ biến hơn sau khi được Huỳnh Anh và Anh Bằng phổ nhạc. Nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Hoa trắng thôi cài trên áo tim, nhạc sĩ Huỳnh Anh trong một chương trình âm nhạc dành cho ông, ông đã thổ lộ như sau. Trước nhất cái bài Hoa trắng thôi cài trên áo tim, tôi đã đọc. Cái chữ hoa trắng thôi cài trên áo tím tôi đã thấy phê rồi. Tôi đã viết câu nhạc nằm ở trong cái hoa trắng thôi cài trên áo tím rồi. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, cái bài đó rất hay, nhưng mà trong đó là nó hơi dài quá. Thành ra nếu mà mình viết hết thì không, tôi nghĩ là không mấy. Nhưng mà tôi hên một cái là tôi viết cái bài thơ đó của ông Hà Quy Hà, Kiên Giang Hà Quy Hà. Mà chính ông Hà Quy Hà tối về nằm với tôi, ông nói Quỳnh Anh ơi, viết như thế được rồi. Thành ra tôi mới dám viết. Ông Kiên Giang Hà Quy Hà là cũng là một soạn giả, mà chính ông đã là người đưa Thanh Nga lên nổi tiếng trong cái tuồng Người Vợ Không Bao Giờ Cưới. Bài thơ viết về mối tình trong trắng ngây thơ của tuổi học trò. Người thiếu nữ thường mặc áo tím, cài hoa trắng, nàng có đạo hay đi lễ nhà thờ, chàng học trò chỉ lặng lẽ theo bước chân nàng. Tình yêu câm nín này đã đủ để họ hiểu nhau, quý trọng mối tình trong trắng ấy. Bài thơ có hai lời, lời đầu với kết cuộc là người con gái đã chết vì chiến cuộc. Lời sau này đã được thi sĩ sửa lại để cho người trai chiến sĩ chết vì lý tưởng bảo vệ quê hương. Trong thực tế thì cũng không có ai chết như trong bài thơ, vì nhà thơ Kiên Giang sau này đã có cơ hội gặp lại cố nhân và ông cho biết đó là chuyện lòng của ông. 33 năm dài xa cách, họ vẫn còn trân quý mối tình yêu thuần khiết trong sáng buổi đầu đời, dù cả hai mái đầu đều đã bạc với thời gian. Huỳnh Anh khi phổ nhạc đã chọn một kết cuộc lãng mạn, nhẹ nhàng cho cuộc tình ấy. Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông, áo tím ngày xưa đi lấy chồng, chuông đổ ngân vang hồn vĩnh biệt, đưa em về biển đục hay trong. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa, núi xanh sông biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa cố nhân. Thank you.
hoa trắng thôi cài trên áo tím. Từ ngày binh lửa ngập quê hương, luyến thương chan chứa miền quê mẹ. Sông nước phù sa gợi tình, lâu quá không về thăm xóm cũ, để nhìn mây chiều nhẹ im trôi, để nghe khẽ khẽ lời em ngồi ân. Đôi bóng vai kề một lối đi, từ khi giặc tràn qua xóm đảo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương. Giữ tà áo tôi thương, giữ màu tím tôi mơ, giữ hàng tre cây đá siêu đầu làng. Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông, áo tím ngày xưa đi lấy chồng. Chuông đổ ngân vang hồi vĩnh biệt, đưa em về bến đục ấy trong. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa. Núi xanh sông biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa cũ. Tràn qua xóm đảo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương. Giữ tà áo tôi thương, giữ màu tím tôi mơ, giữ hàng tre cây đá siêu đầu làng. Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông, áo tím ngày xưa đi lấy chồng. Chuông đổ ngân vang hồi vĩnh biệt, đưa em về bến đục hay trong. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa. Núi xanh sông biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa
cô nhân. Nhật trường và nhạc phẩm Hoa trắng thôi cài trên áo tím, lời của thi sĩ Kiên Giang, nhạc Huỳnh Anh vừa được giới thiệu đến cùng quý vị khán thính giả. Thủy Tiên là một nghệ danh sáng tác khác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mà rất ít người biết đến. Theo những tài liệu chúng tôi đã ghi nhận được, thì trong tất cả những sáng tác của ông, chỉ có 2 ca khúc đã được Huỳnh Anh sử dụng bút hiệu này. Như chúng tôi đã từng đề cập đến nhiều lần trước đây, một trong những lý do khiến các nhạc sĩ sử dụng bút danh khác là vì lúc ấy họ đã khá nổi tiếng và sợ rằng một ca khúc mới cho ra đời mà họ muốn thử nghiệm sáng tác theo một đường lối khác sẽ không được giới yêu nhạc đón nhận và từ đó tên tuổi của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì thế, họ dùng một bút danh lạ. Trong trường hợp người ta không yêu thích ca khúc ấy thì sẽ cũng không ảnh hưởng gì đến tiếng tăm mà họ đang có. Có lẽ nhạc phẩm Tình yêu đầu đời của nhạc sĩ Huỳnh Anh dưới bút danh Thủy Tiên đã rơi vào trường hợp này. Vì nếu chỉ nghe nhạc mà không biết tác giả, chẳng ai trong chúng ta dám cho rằng Tình yêu đầu đời lại là một sáng tác của Huỳnh Anh, bởi giai điệu không hề giống bất cứ bản nhạc nào của ông đã từng sáng tác. Khách quan mà nhận xét thì dường như việc sử dụng bút danh khác trong những trường hợp này có thể là một con dao hai lưỡi cho người nhạc sĩ. Vì nếu ca khúc ấy được đón nhận nồng nhiệt bởi giới yêu nhạc thì khi ấy họ lại phải mất rất nhiều công sức để đính chính cho mọi người biết rằng ca khúc ấy là của chính mình. Một bất lợi khác nữa là một khi bản nhạc được cho ra mắt với một bút hiệu quá xa lạ, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự đón nhận ca khúc ấy, bởi tâm lý của người nghe không muốn nghe ngay từ những giây phút đầu. Và như thế thì nhạc phẩm ấy rất dễ dàng bị đi vào quên lãng và không còn ai biết đến. Như thế, trong cả hai trường hợp đều có những sự rủi ro ở trong đó khi một người nhạc sĩ quyết định làm chuyện ấy. Ở đây, chúng ta không bàn đến chuyện hay hoặc dở của ca khúc, mà chỉ nói đến vấn đề ca khúc ấy có được phổ biến hay không mà thôi. Và Tình yêu đầu đời dường như đã lọt vào danh sách của những ca khúc không được phổ biến và ít người biết đến. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn muốn giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Tình yêu đầu đời đã được nhạc sĩ Huỳnh Anh viết dưới bút hiệu Thủy Tiên để quý vị lắng nghe và tự mình đánh giá. Ca khúc cũng có nội dung viết về tình yêu trong thời chinh chiến, và là một trong những nhạc phẩm hiếm hoi được nhạc sĩ Huỳnh Anh viết trong chủ đề này, sẽ được gửi đến quý vị với 2 tiếng hát, ca sĩ Trường Vũ và Mai Thiên Vân. Dành cho anh, sao anh đành đoạn để buồn lòng em? Một năm cả mấy trăm đêm, từng đêm thôn thức mong chờ, sao người vắng bặt tim thương? Tình yêu đầu đời anh đã dành cho em, nhưng anh còn ngại đời nghèo nhà tình, còn mang nghiệp linh đênh đênh, vậy nên dù muốn cũng đành, yêu rồi vẫn còn lặng thinh. Đến lúc ngày xa thành phố mới nghe ngẩn ngơ nhớ nhung vô bờ. Ngày chia tay hôm ấy nhìn nhau tuy không nói, nhưng biết
gian lớn đã bắt đầu chia lìa. Tình yêu đầu đời anh đã dành cho em. Sao anh còn ngại đời nghèo nhà binh? Phận em là gái trung trinh, một khi đã lỡ thương rồi, chấp nhận tất cả ai ơi. Tình yêu đầu đời anh đã dành cho em, nhưng anh đành hẹn ngày nào bình yên. Ngày anh dù áo trinh nhân rồi vui ngày cưới đôi mình, cho tình muôn đời đẹp xinh. Một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, được sáng tác vào năm 1966 chung với Huyền Thanh. Nhạc phẩm là một khúc ca ngậm ngùi, ngập tràn biết bao tiếc nuối về một cuộc tình dang dở trên đường đời. Rồi đây hai người hai ngã, biết bao kỷ niệm yêu đương ngày cũ chỉ còn là nuối tiếc ngậm ngùi. Trong lòng vẫn mãi mãi còn lại một hình bóng mà bao thương nhớ xưa đành chôn chặt với lòng khi gặp lại nhau. Mà đôi mắt nhìn nhau xa lạ, ngỡ ngàng như chưa hề quen. Để rồi lòng lại chợt khát khao, ước ao được nghe một câu nói giúp cho vơi được nỗi sầu đầy trong tâm tư, và tâm hồn không còn băn khoăn, thổn thức. Đêm đêm anh vẫn hát "Nếu ta đừng quen nhau", để rồi ôm cái kết cuộc đau lòng. Nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Ngăn chia mình rồi, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, quen theo tháng năm. Đêm đêm anh nhắn gió gửi mây
về cho em, trao cho em tiếng hát tiếng thương nhau ngày ấy. Nay tuy xa nhau rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hẹn hò, chưa quên lối đi. Nhưng hôm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya anh một bóng. Dư âm chưa phai mờ, một người một lối đi sâu riêng tôi. Hôm nào mình dìu nhau phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, anh không trách em. Đêm đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào em đã nói nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, anh không trách em. Đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó. Nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Biết nói gì đây, vừa được gửi đến cùng quý vị khán thính giả với hai tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoàn và nam ca sĩ Thế Sơn. Trong dòng nhạc tình của kho tàng âm nhạc Việt Nam, rất ít có những ca khúc được viết theo thể loại nhạc blues, một thể loại phát xuất từ miền Tây Phi Châu, được những người nô lệ du nhập vào Bắc Mỹ. Và trong số những sáng tác hiếm hoi ấy, có thể nói rằng nhạc sĩ Huỳnh Ăn là người đã viết nhạc theo thể loại này nhiều nhất. Tại sao lại như thế thì chúng tôi không dám khẳng định. Thế nhưng theo nhận xét chủ quan của chúng tôi thì phần lớn có lẽ vì nhạc sĩ Huỳnh Ăn chính là một nghệ sĩ trình diễn trống nổi tiếng trước năm 1975. Mà trống thì lại là một trong những dụng cụ âm nhạc chính trong dòng nhạc blues. Đời tôi chỉ một người là ca khúc được ông sáng tác năm 1964 theo thể loại này. Nội dung ca khúc là lời tâm sự của một người với tâm trạng thất chí của kẻ bị phụ tình. Nhiều nguồn tài liệu cho rằng đây chính là tâm sự của nhạc sĩ Huỳnh Ăn khi cuộc hôn nhân của ông với vợ, một người có tên là Lệ Hằng, bị tan vỡ. Trên mạng Internet cũng có nhiều trang mạng không hiểu vì đâu lại đổi tên ca khúc Đời Tôi Chỉ Một Người của nhạc sĩ Huỳnh Ăn thành Đời Tôi Chỉ Yêu Một Người. Đây là thông tin hoàn toàn không chính xác
và chúng tôi có đăng kèm theo hình ảnh của bản nhạc gốc của nhạc sĩ Huỳnh Anh từ trước năm 1975 của bản nhạc ấy. Tựa đề chính xác của ca khúc này phải là Đời tôi chỉ một người. Và vì được viết theo thể loại nhạc blues, một thể loại mang nhiều âm hưởng, buồn nhiều hơn vui, có lẽ chính nhờ thế mà ca khúc ấy đã truyền đạt được hoàn toàn tâm trạng của tác giả nói riêng và của tất cả những ai có cùng tâm trạng chán chường tuyệt vọng ấy nói chung. Xin gửi đến quý vị Đời tôi chỉ một người với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Đời tôi chỉ yêu một người và một hình bóng đã in sâu lòng tôi. Đường xưa lạnh vắng ướt vàng bước trên phố nhỏ đón ai, ước mong đẹp duyên thắm đời. Đời tôi chỉ yêu một người để rồi thương nhớ mãi cho nhau người ơi. Vì đâu ngày ấy chúng ta quen nhau để rồi cách xa, biết rằng ngày vui đã qua. Lê gót chân đi trên lối mòn phố cũ, đi tìm quá khứ những vui buồn xa vời. Mây chiều còn trôi vẫn trôi, tôi còn yêu thương giang ai. Biết rằng một khi đã yêu, biết rằng tình gieo sầu nhớ. Nhớ đêm gió rét giá lạnh qua tim, phòng côi gối chiếc khép tâm tư lại thôi. Dù yêu là chết trong lòng, nhưng sao tôi còn thấy yêu, yêu để mà mơ thế thôi. Gót chân đi trên lối mòn phố cũ, đi tìm quá khứ những vui buồn xa vời. Mây chiều còn trôi vẫn trôi, tôi còn yêu thương giang ai. Biết rằng một khi đã yêu, biết rằng tình gieo sầu nhớ. Nhớ đêm gió rét giá lạnh qua tim, phòng côi gối chiếc khép tâm tư lại thôi. Dù yêu là chết trong lòng, nhưng sao tôi còn thấy yêu, yêu để mà mơ thế thôi. Dù yêu là chết trong lòng, nhưng sao tôi còn thấy yêu,
yêu để mà mơ thế thôi. Dù yêu là chết trong lòng, nhưng sao tôi còn thấy yêu. Yêu để mà mơ thế thôi. Dù yêu là chết trong lòng, nhưng sao tôi còn thấy yêu. Nói về những nhạc phẩm vỗ thơ của nhạc sĩ Huỳnh Anh, chúng ta không thể không nhắc đến nhạc phẩm có tên Gửi Về Bên Ấy. Đây là một nhạc phẩm đã được phổ từ một bài thơ có cùng tên do một người bạn của ông là thi sĩ Trần Quốc Lịch sáng tác. Xin mạn phép nói qua về thi sĩ Trần Quốc Lịch. Ông chào đời tại Nam Định vào năm 1935, sau đó đã vào Nam năm 1954 theo học khóa Cương Quyết II tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Ra trường, ông gia nhập binh chủng Nhĩ Dù, phục vụ cho chiến cuộc khắp nơi. Là một vị tướng trong binh chủng Nhĩ Dù, cuộc đời binh nghiệp của ông đã trải qua rất nhiều trận đánh nổi tiếng. Sau năm 1975, cũng như tất cả các sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã phải đi cải tạo 13 năm trong các trại tù từ Nam ra Bắc. Năm 1991, Trần Quốc Lịch sang Hoa Kỳ theo diện HO. Ngoài cương vị là một vị tướng trong quân đội, ông còn là một nhà thơ. Với một số những bài thơ gửi đăng trên các tạp chí, một trong số những bài thơ đã sáng tác vào khoảng đầu thập niên 70 là Gửi Người Bên Ấy, để hoài niệm về một người bạn thời còn đi học tại miền Bắc. Bài thơ đã có những câu rất lãng mạn, trữ tình với những địa danh nổi tiếng như Hồ Gươm, đường Ngọc Hà, vườn Bách Thảo, cầu Long Biên, đường Cổ Ngư, vân vân. Nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ Gửi Về Bên Ấy với âm hưởng ngọt ngào, nhắc nhớ lại một Hà Thành cùng bao dư vị êm ái. Thế nhưng có lẽ vì những biến động của năm 1975 nên nhạc phẩm đã không có cơ hội được phổ biến rộng rãi. Ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến cùng quý vị khán thính giả Gửi Về Bên Ấy, thơ Trần Quốc Lịch, nhạc Huỳnh Anh cùng tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang. Gió thu về mặt Hồ Gươm gần sông, nhìn liễu xanh em có thấy xôn xao. Vẫn vầng trăng của mười mấy năm nào, em có thấy dáng anh buồn trong gió. Đường Ngọc Hà còn người lên Bách Thảo, cầu Long Biên xe ngựa có còn qua. Đền Phủ im lìm bên Bác Cổ, đường Cổ Ngư còn lộng gió Hồ Tây. Rồi Đông Sang em có còn đàn áo, gửi cho anh như thuở mới yêu nhau. Và giấc mơ làm chú rể cô dâu, còn ấm u hay đã thành thiếu phụ. Chớm đông về loàng mây xám, đưa bước khuya lạc lõng giữa đêm hoang. Nghe đêm nay khi tiếng gió sang mùa, bao thương nhớ nhớ thương về bên. Thank you.
thu về mà thầu gương gần sông. Nhìn liễu xanh em có thấy xôn xao, vẫn vầng trăng của mười mấy năm nào. Em có thấy dáng anh buồn trong gió, đường Ngọc Hà còn người lên Bách Thảo, cầu Long Biên xe ngựa có còn qua, để Yên Phụ im lìm bên Bác Cổ, đường Cổ Ngư còn lộng gió Hồ Tây. Rồi Đông Sang em có còn đàn áo gửi cho anh như thuở mới yêu nhau, và giấc mơ làm chú rể cô dâu còn ấm u hay đã thành thiếu phụ. Sớm đông về Hà Nội loáng mây xám, đưa bước khuya lạc lõng giữa đêm hoang. Nghe đêm nay khi tiếng gió sang mùa, bao thương nhớ nhớ thương về bên em. Giai thoại kể lại rằng nhạc sĩ Huỳnh An chưa bao giờ chính thức được theo học nhạc từ lý thuyết cho đến sáng tác. Khi còn nhỏ, trong một buổi tập duyệt văn nghệ học đường, trình diễn trước khi chia tay nhau, bãi trường mùa hè, tay trống của ban nhạc hôm ấy đã bị bệnh, không thể tập duyệt được. Ông thầy hướng dẫn văn nghệ trong lúc cấp bách, không biết phải làm sao, đã để ý đến một chú bé đứng xem tập duyệt. Nhưng không phải như những người đến xem khác, chú bé để tâm theo dõi tiếng đàn, giọng hát, hai tay gõ và chân nhịp rất đúng, nên ông thầy đã kêu chú bé vào chơi trống thử. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, chú bé chơi trống rất đúng nhịp, và nhờ vậy đã trở thành tay trống chính thức cho buổi trình diễn. Chú bé đó là Huỳnh An sau này, nhưng khi đó mọi người chỉ gọi chú bé là bé Ba. Nhạc phẩm tiếp nối với dòng nhạc của Huỳnh An sẽ là ca khúc Mưa Rừng, một bản nhạc có thể nói là nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Huỳnh An. Ca khúc này đã được trình bày lần đầu tiên với tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nga, là vai nữ chính trong tuồng cải lương Mưa Rừng, đã được dàn dựng bởi nhà soạn nhạc cải lương Hà Triều Hoa Phượng vào năm 1961. Mưa Rừng sau đó còn được chuyển thể thành phim do đạo diễn Thái Thúc Nha thực hiện vào năm 1962 với hãng phim Alpha. Trong cuốn phim này, Thanh Nga và Phương Dung đã trình bày nhạc phẩm Mưa Rừng khá thành công. Nhạc sĩ Huỳnh An đã nói về nhạc phẩm Mưa Rừng như sau trong một buổi phỏng vấn của ông. Nói tới bài Mưa Rừng thì trước nhất tôi phải nói rằng tôi là người tập ca tân nhạc cho Thanh Nga. Vì chỗ đó nên lúc gần cái tuồng Mưa Rừng này sắp thành hình thì cô Thanh Nga với cả Hà Triều Hoa Phượng có nhờ tôi, thì anh Quỳnh anh có thể anh viết cho Thanh Nga một cái bản nhạc tân nhạc cho nó đặc biệt, nó lạ, để cho cô Thanh Nga hát trong cái tuồng Mưa Rừng. Chỗ đó nó mới có cái bài Mưa Rừng. Đúng ra thì trước khi tôi viết cái bài Mưa Rừng này, tôi đã viết riêng cho Thanh Nga một bài Kiếp Cầm Ca. Nhưng mà Kiếp Cầm Ca thì cô ấy đang dợt, đang tạp phát, thì cái tuồng Mưa Rừng nó sắp cần lắm. Thành ra tôi đã viết cho cô Thanh Nga bài Mưa Rừng đó. Nhưng mà phải nói, khi cô Thanh Nga hát đầu tiên ở trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì cái bài đó tôi là nổi tiếng. Mặc dù nhạc phẩm Mưa Rừng đã một thời lừng lẫy với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Nga
trong vở cải lương Mưa rừng vào năm 1961. Thế nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ xin mời quý vị lắng nghe một trích đoạn ngắn của ca khúc này do Thanh Nga trình bày mà thôi, vì hai lý do. Thứ nhất, rất nhiều người nhận xét rằng giọng hát của nghệ sĩ Thanh Nga thật sự chỉ thích hợp với nhạc vọng cổ mà thôi. Sở dĩ ca khúc Mưa rừng đã trở thành nổi tiếng và được nhiều người yêu thích chỉ vì nhạc phẩm lúc bấy giờ đã được lồng trong một vở cải lương cũng như một bộ phim điện ảnh. Mà khi xem cải lương cũng như phim, khán thính giả thường chỉ tập trung vào nội dung của phim hoặc tuồng cải lương và rất dễ dàng bỏ qua những thiếu sót khác của nhạc phẩm. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà đạo diễn phim Mưa rừng đã quyết định đưa thêm tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung vào hát trong phim. Thêm vào đó, nhạc phẩm Mưa rừng đã được ghi âm bằng tiếng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, có chất lượng, thu âm cũng như kỹ thuật rất kém, sẽ làm ảnh hưởng đến phần nào sự thưởng thức nhạc phẩm Mưa rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Và ngay sau đây là trích đoạn của nhạc phẩm Mưa rừng với tiếng hát của cô nghệ sĩ Thanh Nga trong tuồng cải lương cũng như trong cuốn phim Mưa rừng. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa rừng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung, người đã từng hát chung với nghệ sĩ Thanh Nga trong bộ phim Mưa rừng, được thực hiện năm 1962 của đạo diễn Thái Thúc Nha với dòng nhạc Huỳnh Anh. Vì tình đời mưa sầu, vì lòng người duyên kiếp không phai. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành, lá vàng rơi lìa cành rời ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng tôi. Bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mưa
rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào sau khi nhạc phẩm Mưa Rừng thành công vang dội với tuồng cải lương và cuốn phim có cùng tên. Khoảng 10 năm sau đó, tức là vào khoảng năm 1973, nhạc sĩ Huỳnh Anh lại sáng tác một ca khúc có tên là Gió Núi Mưa Rừng, hay ông còn đặt tên khác là Mưa Rừng 2. Nội dung của ca khúc cũng chỉ là tâm sự của một người cám cảnh mưa rơi và mối tình không trọn vẹn mà thôi. Ngoại trừ cảnh rừng núi và cảnh mưa rơi, chúng tôi và có lẽ còn nhiều người khác nữa đã không tìm được điểm nào có liên quan đến ca khúc Mưa Rừng trước đó. Có lẽ nhạc sĩ Huỳnh Anh chỉ muốn dùng chữ Mưa Rừng 2 để đánh bóng cho ca khúc Gió Núi Mưa Rừng của ông mà thôi. Ca khúc đã không tạo được tiếng vang nào đáng kể. Một phần cũng bởi vì lúc đó đã là năm 1973. Tình hình chiến sự lúc bấy giờ đang leo thang và người dân Việt Nam sống trong cảnh lo âu phập phồng vì tương lai vô định, nên cũng không còn tha thiết gì lắm đến âm nhạc. Vì thế, Gió Núi Mưa Rừng hay Mưa Rừng 2 có thể nói là một sáng tác không được thành công lắm của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Ca sĩ Giao Linh sẽ diễn tả tâm trạng buồn bã của những cơn mưa rừng núi và tâm sự của người thất vọng vì tình yêu để gửi đến quý vị. Hãy subscribe.
bằng nụ cười vì nhân thế ngược xuôi. Mưa gió hoài con, mưa gió hoài nghe chừng như nhân loại đang chơi vơi. Ôi gió núi mưa rừng sâu triền miên, mưa rừng gió núi lạnh thêm giá buốt con tim thần đơn về bên suối lặng yên bấm đàn lòng tim quên hơi nỗi buồn không trần thế. Người bước nặng nề tìm chưa thấy tình quê, ai đã thề và ai đã thề có hồn tiếng đất mẹ đang còn nghe. Tìm đâu phút ban đầu là một nhạc phẩm bằng bà khuynh hướng sáng tác của dòng nhạc tiền chiến. Đó là cái cảm xúc từ nỗi buồn mênh mang trong những buổi hoàng hôn xa xôi lơ lửng là những áng mây chiều nhạt nhòa cùng ánh nắng dần tàn. Bên thềm tiếng lá hoa rơi nhẹ gieo thêm nỗi sầu vào lòng người nghệ sĩ. Trong những buổi chiều ấy biết bao kỷ niệm của một chuyện tình lại trở về trong tâm tưởng khuấy động tâm tư. Nhớ lại kỷ niệm của những ngày cùng bên nhau, cùng dệt ước mơ. Mấy mùa thu trôi qua trong xa cách, nhưng người xa vẫn xa, chỉ còn lại một cõi lòng u uẩn. Rồi mấy thu tàn, thời gian đã mấy lần trôi qua đến sầu thương. Thu nay về với u buồn, tìm đâu phút ban đầu, tàn rồi một giấc mơ. Thank you.
Nhạc phẩm Tìm Đâu Phút Ban Đầu vừa được gửi đến cùng quý vị khán thính giả với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Những cảm xúc về một mùa thu cũng được thể hiện trong một nhạc phẩm của dòng nhạc Huỳnh Anh, nhạc phẩm có tên Lá Úa Chiều Thu. Nghe Lá Úa Chiều Thu, người nghe lại thả hồn về với cái mênh mông lãng đãng của một mùa thu trong dòng nhạc tiền chiến. Đó là cái âm hưởng buồn man mác, chan chứa những xúc cảm lãng mạn trước cảnh điều hưu của buổi chiều thu, cảnh người lữ thứ đang bước đi trên con đường ngập sắc lá vàng, lòng tràn ngập u hoài, quay quắt với tiếng lá rơi nhẹ bên hiên, cứ ngỡ là bước chân ai tìm về. Cái cảm xúc ấy đã được thi sĩ Hồ Dính viết lại những câu tuyệt tác trong một bài thơ có tên Thu. Thu xa bằng gió bằng mây, không gian thở nhẹ buồn vây chìm chìm, lòng không ai cấm mà im, không riêng bỗng nhớ, không tìm bỗng mong. Nơi tôi còn ít lá lòng, chiều nay rơi nốt vào trong lá rừng. Quên bao tháng năm mỏi mòn ngang
còn buồn vì thù của nữ ca sĩ Thái Thanh và nhạc phẩm Lá Úa Chiều Thu của nhạc sĩ Huỳnh Anh vừa được gửi đến với quý vị thính giả. Phải nói, Huỳnh Anh là người nghệ sĩ đa tài. Sự đa dạng trong thể loại sáng tác đã giúp Huỳnh Anh có một chỗ đứng khá vững vàng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ. Huỳnh Anh được người ta mô tả là một con người khá kín đáo, nhất là về cuộc sống tình cảm. Thế nhưng có một điều không thể giấu kín, đó là mối tình si của ông dành cho nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Sự kiện nữ nghệ sĩ khả ái Thanh Nga đã nhờ Huỳnh Anh viết nhạc cho tuồng hát cùng tên là Mưa Rừng do chính cô hát, đã dấy lên một nghi vấn về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Thanh Nga là một nghệ sĩ được mọi người yêu mến, nhưng không được may mắn trên đường tình duyên. Huỳnh Anh gặp lại Thanh Nga khi cô đóng phim Loan Mắt Nhung, mà ông lại là người viết nhạc chủ đề cho phim, đồng thời thâu thân vào soundtrack. Đây là thời gian đi xuống nhất về mặt tinh thần của Thanh Nga, vì nàng vừa trải qua hai lần sóng gió. Lần đầu là sự tan vỡ của cuộc tình kéo dài 3 năm với nam nghệ sĩ Thành Được. Kế tiếp là một lầm lỡ thứ hai, khi nàng hấp tấp lấy Đại Úy Mẫn ngay sau đó, như để chạy trốn cuộc tình trước. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được vài tháng và đi tới kết thúc khi Đại Úy Mẫn bị bắt và bị xử án tù vì tội danh tham nhũng. Thêm vào đó, biến cố mậu thân xảy ra. Chiến tranh ngày trước chỉ xảy ra tại miền quê, nay đã lan tới đô thị. Vì lý do an ninh, lệnh giới nghiêm được ban hành ở Sài Gòn đã làm đình trệ tất cả những sinh hoạt về đêm. Phòng trà, vũ trường cũng như sân khấu cải lương phải tạm ngừng hoạt động. Với tình trạng giới nghiêm tại Sài Gòn không biết bao giờ mới chấm dứt, bà bầu thơ quyết định mang đoàn hát ra Huế. Trước khi đoàn hát rời Sài Gòn, nhạc sĩ Huỳnh Anh đến Giã Từ. Khi ông đang đứng nói chuyện với Albert thì Thanh Nga ở trong đi ra, bí mật đưa lá thư cho anh. Về nhà mở ra, Huỳnh Anh đọc những dòng chữ thân mến với lời chào tạm biệt và dặn dò ông bớt uống rượu, hút thuốc. Không phải như lời của một người em gái, mà lời lẽ trong lá thư ấy chứa đựng một tình cảm thắm thiết hơn nhiều.
Sau đó ít lâu, Huyền An nhận một điện tín của Than Nga đánh về, yêu cầu ông ra Huế gấp, nhưng ông không thể đi được. Thế rồi từ đó, dòng đời phân đôi ngã. Huyền An trở lại với Vũ Trường và đoàn Thanh Minh Than Nga sau khi đi lưu diễn miền Trung trở về, được chánh phủ đề cử đi trình diễn bên Pháp. Nhân viên chánh phủ hướng dẫn phái đoàn ông Đổng Lân. Sau khi lưu diễn bên Pháp trở về nước vài tháng, đám cưới Than Nga và ông Đổng Lân diễn ra. Từ đó, Than Nga sống yên ấm dưới mái gia đình cho đến khi bị hai hung thủ dùng súng bắn chết cả hai vợ chồng. Một chương sách đã vĩnh viễn khép lại. Nhạc phẩm Kiếp Cầm Ca của nhạc sĩ Huỳnh Anh sáng tác dành tặng riêng cho nữ nghệ sĩ Than Nga. Điều này rất nhiều người biết rõ. Thế nhưng giới nghe nhạc vẫn còn có người lầm lẫn ca khúc này với nhạc phẩm Tình Đời đã được sáng tác bởi Minh Kỳ và Vũ Chương. Bởi vì trong nhạc phẩm Tình Đời, ngay từ ban đầu đã mở đầu bằng câu "Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời". Theo nhiều nguồn tư liệu và chính nhạc sĩ Huỳnh Anh cũng đã từng xác nhận thì ông đã viết ca khúc Kiếp Cầm Ca để tặng riêng cho nữ nghệ sĩ Than Nga. Nhiều lời đồn đoán cho rằng nhạc sĩ Huỳnh Anh và nghệ sĩ Than Nga đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm trai gái. Thế nhưng, chính bản thân nhạc sĩ Huỳnh Anh, khi được hỏi đến chuyện này, ông chỉ trả lời mập mờ chứ không xác nhận hay phủ nhận chuyện ấy. Lẽ ra chúng tôi xin gửi đến quý vị ca khúc Kiếp Cầm Ca do chính tiếng hát của nữ nghệ sĩ Than Nga trình bày. Tuy nhiên, một lần nữa, cũng như ca khúc Mưa Rừng, tất cả những bản ghi âm còn lại của nghệ sĩ Than Nga trình bày đều có chất lượng và âm thanh rất kém. Vì thế, thay vào đó, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này với sự trình bày của ca sĩ Chu Lý Quang. Lặng tắt với ai nổi nhờ
xưa đã tan úa đâu còn. Đời ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước giang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca kỳ khóc đời của anh. Góp vào kho tàng âm nhạc một nhạc phẩm ca ngợi tình mẫu tử, nhạc sĩ Huỳnh Anh đã sáng tác Tiếng Ru Ngàn Đời. Tiếng Ru Ngàn Đời là lời mẹ ru êm ái đưa con từ thơ ấu bước vào cuộc đời, là tình yêu mênh mông của mẹ dành cho con. Y Vân cũng đã từng thổn thức với lời ru của mẹ trong nhạc phẩm Lòng Mẹ. Thương con mẹ hát câu êm đềm, ru lòng thơ ấu, quản nhì khi thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chất đành đẫm sương. Tình mẹ đã đi vào văn học sử bằng tất cả những ngọt ngào, thấm đẫm yêu thương mẹ đã dành cho con. Tình yêu trời biển ấy được ca tụng qua biết bao câu thơ, bao ý nhạc. Tiếng Ru Ngàn Đời của nhạc sĩ Huỳnh Anh một lần nữa lại nhắc nhớ về mẹ hiền và những tiếng à ơi ngọt ngào như nhà thơ Kiên Giang đã từng kể lại trong bài thơ có tên Khói Trắng. Đêm nào con khóc đòi ru ngủ, mẹ tức mỏi mòn nhịp võng đưa, thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ ấm, mẹ ơi con lớn giữa niềm ru. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Ru Ngàn Đời với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Trong nôi tay mẹ nâng giấc mơ vào đời, dạt dào thương yêu trong đèn khuya mẹ thức từng đêm, xót xa trong lòng mai sớm đời con sẽ về đâu. Lời mẹ ru tình mẹ thương con lấy gì đọng mấy sông chờ vừa, biển đời mênh mông đôi bàn tay mẹ dắt dìu con, đến khi bạc đầu mẹ vẫn là sao sáng trên cao. Ôi tiếng ru mãi ngân dài đến trong lòng, lời mẹ trong trái ngọt. Đường trần còn lắm khổ đau, đắm cuộc người trong vũng tối, mẹ đã soi con đường đi. Từng mùa đông sang mang lửa thiêng sưởi con ấm lòng, mẹ là cây xanh che đời con những khi hạ về. Tình
mẹ thanh thang qua ngàn sau còn mãi tháng ngày con bước chân qua. Lời mẹ trong trái ngọt, đường chân còn lắm khổ đau, đắm cuộc người trong vũng tối. Mẹ đã soi con đường đi, từng mùa đông xa mẹ là cây xanh che đời con những khi hạ về. Tình mẹ thanh thang qua ngàn sau còn mãi lời ca khắc sâu trong đời cho tháng ngày con bước chân. Quý vị vừa lắng nghe chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 143, là chương trình thứ nhất dành tưởng nhớ nhạc sĩ Huỳnh Anh. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc chân thành tri ân cho sự theo dõi, lắng nghe và ủng hộ tinh thần của tất cả khán thính giả từ khắp mọi nơi. Xin vui lòng đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như giới thiệu chương trình đến với bạn bè và những người thân quen. Cầu chúc sức khỏe và nhiều điều may mắn đến với toàn thể quý vị và hẹn gặp lại tất cả trong chương trình số 144 sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về nhạc sĩ Huỳnh Anh và những sáng tác của ông.